Bạn có tin vào luật nhân quả, có tin vào những điều huyền bí và thật sự là có tin là có ma hay không? Hãy cùng Đào Quỳnh Thị trả lời những câu hỏi trong video ngày hôm nay nhé. Chuyện kinh dị, đêm đào mộ phần 1. 9 giờ 30 phút tối, không một bóng người qua lại. Ngồi tựa ở gốc cây đa ven con đường làng tối mờ mịt, Cường sốt ruột như lửa đốt trong lòng vậy. Chưa bao giờ mà hắn thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến như vậy. Tâm trạng thì bồi hồi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng. Cường lóng ngóng rút ra bao thuốc lá nhăn nhúm, mòi một điếu gắn lên môi. Cái bật lửa thì vừa mở, loáng thoáng cả khuôn mặt đỏ ửng của hắn cùng chai rượu bên cạnh đã uống gần quá nửa. Hắn liên tục rít từng hơi, nhà khói cùng tiếng thở dài thườn thượt. Gió thì ào ào thổi tới từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như là muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. Sắp có giông bão, càng tốt, hắn khẽ lẩm bẩm. Chỉ sau đêm nay thôi thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Hắn sẽ có tiền để trả nợ cho bố ham mê cờ bạc, có tiền sửa sang lại căn nhà siêu vẹo. Và quan trọng hơn, sẽ có tiền để mà hỏi cưới Lan, người con gái xinh đẹp nhất làng mà đã yêu từ lâu rồi. Đã nhiều lần đến nhà Lan chơi và ngỏ ý muốn làm đám cưới, nhưng bố mẹ cô thì luôn tỏ vẻ coi thường. Nhiều lần thì còn nói bóng gió trước mặt Cường. Con gái lấy chồng thì phải chọn người có điều kiện về kinh tế để sau này mới bớt khổ. Chứ đừng có mù quáng vì tình yêu mà lấy người không có công việc ổn định, lồng bồng nghèo kiết xác ra, lấy gì mà sống đây. Lúc đó rồi suốt ngày ngồi chửi rủa, nhiếc móc nhau, hối hận không kịp đâu con ạ. Giọng nói của bà Huệ, mẹ người yêu thì vẫn ám ảnh trong tâm trí của hắn. Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái, hơn 20 năm nuôi nó khôn lớn xinh đẹp thế này, nên tôi không muốn sau này con tôi phải khổ. Nếu mà anh có công việc ổn định, gia đình đàng hoàng tử tế, chúng tôi cũng chẳng cấm cản làm gì, vì biết anh cũng yêu thương cái Lan thật lòng. Đằng này mà thôi, anh tự ngẫm lại hoàn cảnh của nhà mình đi. 30 tuổi đầu rồi, thử hỏi anh có cái gì? Lúc đầu mà nghe thì hắn thấy cũng buồn và tự ái, nhưng nghĩ cho cùng thì bà ta nói cũng đúng mà thôi. Sinh ra vốn đã thiệt thòi hơn người khác, mẹ mất sớm, bố thì buồn chán lao vào rượu chè cờ bạc. Tưởng rằng đó chỉ là cái giây phút nhất thời giải sầu, nào ngờ ngày càng ngập sâu hơn, khiến nhà vốn nghèo lại càng thêm thiếu thốn. Làm được bao nhiêu thì hắn phải lo trả nợ tiền thua bạc, nợ nần cho ông bố bấy nhiêu. Trong khi bằng tuổi hắn, bạn bè đã có của ăn của để đầy đủ. Ngậm cái phận mình cứ mãi long đong lận đận, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thay đổi cuộc đời. Cường khẽ liếc nhìn sang người yêu, thấy cô cúi mặt xuống có vẻ như đang lúng túng khó xử. Hắn lúc đó nói bảo vệ, thái độ đầy cứng rắn. Cháu hứa với cô, đến cuối năm sẽ ổn định công việc và dọn ra sống riêng. Cháu sẽ có nhiều tiền để lo cho Lan đầy đủ. Xin cô hãy tin ở cháu. Vội xua tay ngắt lời, giọng bà thì lớn hơn. Thôi, lúc nào tôi cũng thấy anh hứa sẽ thế này, sẽ thế kia, mà rồi thì chẳng biết bao giờ anh mới làm được. Cái người có tiền ấy, chẳng cần phải hứa thì người khác vẫn tin. Kẻ chẳng có gì thì mới suốt ngày chỉ biết hứa hẹn mà thôi. Vừa nói bà vừa đứng dậy bỏ vào trong buồng. Từ giờ trở đi, mong anh hãy buông tha cho con gái tôi. Sau này hãy tìm người nào phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Đũa mốc thì chẳng thể nào chòi được mâm son đâu. Mời anh về cho. Lan thì dù là có yêu thương Cường, nhưng mà ngày nghe mẹ thủ thỉ, lâu dần rồi cũng xuôi tai. Nhìn mấy người bạn thân của mình, ai lấy chồng giàu nhìn đều có vẻ sung sướng, ăn ngon mặc đẹp. Kẻ lấy chồng nghèo thì trông nheo nhóc, buồn thùng bán bưng, lo chạy ăn từng bữa. Chứng kiến cái sự thật hiện ra trước mắt, cô nàng đắn đo cân nhắc hơn chuyện tình cảm của mình. Nghèo thì hạnh phúc không bao giờ bền lâu được đâu con, hãy nhớ lấy điều đó. Mẹ cô khuyên như vậy. Lan bắt đầu lưỡng lự, nửa muốn chia tay, nửa muốn cho Cường thêm thời gian. Nếu mà vẫn không gây dựng được sự nghiệp, cô sẽ lấy thắng. Một anh chàng có tương lai đầy sáng lạng, con của ông phó chủ tịch xã là người mà bố mẹ đã lựa chọn. Và quan trọng hơn, chính thằng cũng để mắt tới cô từ lâu. Tuy là hình thức anh ta xấu xí, có thể bây giờ cô không yêu người ta, nhưng sau này cuộc sống vợ chồng gắn bó, biết đâu rồi mọi chuyện sẽ thay đổi mà thôi. Tối hôm đó, tiễn Cường ra tận ngoài đường làng, cô ngập ngừng đáp. Anh hãy dành thời gian mà lo cho công việc của mình. Chúng ta cũng không nên gặp nhau nhiều làm gì. Thấy cách nói chuyện của người yêu có vẻ lạnh nhạt xa cách, Cường vội nắm chặt bàn tay, nói như gắt lên. Này, thái độ của em là làm sao đấy? Ngày trước em đã hứa với anh những gì? Chẳng phải chính em nói rằng dù hoàn cảnh thế nào, em vẫn muốn làm vợ của anh hay sao?
Bối rối gỡ tay Cường, cô vùng vàng giải thích, giọng thì chất chứa nhiều ấm ức chua xót. Thì đúng là như vậy, nhưng sống cũng phải thực tế một chút anh ạ. 3 năm yêu nhau, tôi chờ đợi anh ổn định công việc. Nhưng thư hỏi đến bao giờ? Đến bao giờ? Anh trả lời tôi đi. Cường ấp úng, hơi cúi mặt xuống, rơm rớm nước mắt rồi Lan nói tiếp. Nhà cửa thì dột nát, thiếu thốn, bố anh thì suốt ngày cờ bạc, lúc mà không cờ bạc thì lại rượu chè phá phách, rồi chửi bới. Tôi nghĩ cho anh, nhưng anh cũng phải nghĩ cuộc đời của tôi chứ. Cường nghe người yêu nói bỗng thấy lòng nặng trĩu, hắn xuống giọng an ủi. Anh sẽ có tiền, em cứ yên tâm và chờ một thời gian ngắn nữa mà thôi. Mình sẽ lên phố huyện sống, anh hứa đấy. Lan im lặng quay vào trong nhà, tâm trạng thì hỗn độn khó xử. Vừa thương Cường nhưng mà cũng lo cho số phận của mình. Cường nói với theo. Anh hy vọng là em cũng sẽ giữ đúng lời hứa với anh. Chúng ta sẽ sớm làm đám cưới. Kể từ đó thì Cường siêng năng cần mẫn làm đủ mọi công việc khác nhau để kiếm sống. Nhưng dành dụm được chút nào là lại có việc phải dùng đến tiền ngay. Mấy tháng trước có được 15 triệu, một số tiền khá lớn đối với hắn. Phải vất vả lắm mới tích lũy được từ công việc làm thợ xây. Chưa kịp vui mừng bao lâu thì bố hắn ốm nặng, phải chuyển lên bệnh viện huyện để điều trị bệnh gan do uống rượu quá là nhiều. 2 tháng nằm viện, công việc quán phải bỏ dở để chăm sóc ông. Số tiền thì cũng theo đó mà cạn hết. Khó khăn thì chồng chất khó khăn, nhiều lúc hắn chỉ biết oán trách ông trời sao mà lại đối xử với mình như vậy. Người ta lập nghiệp còn có nền tảng căn bản gia đình, không có vật chất thì cũng được dựa tinh thần. Đằng này hắn chỉ là một con số không tròn trĩnh và một gánh nặng đang quằn vai lên mà thôi. Sau khi ra viện, Cường tỏ thái độ nặng nhẹ với bố vì những bức xúc, khó khăn mà ông gây ra cho mình. Ông Lâm thì cũng nhận thấy lỗi lầm của mình nên nói. Bố biết là con vất vả nhiều rồi. Từ giờ trở đi, bố hứa sẽ dần dần bỏ rượu, bỏ cờ bạc để con yên tâm làm ăn. Nhưng... Cường ngẩng đầu lên hỏi. Còn nhưng với nhị gì nữa? Con không cần bố phải kiếm ra tiền. Chỉ cần bố ngồi nhà nghỉ ngơi, đừng để con phải xấu hổ với gia đình Lan là được. Con chỉ cần thế mà thôi, chẳng lẽ cũng không được nữa? Ông Lâm thì xua tay, mặt méo sạch vẻ hối hận. Bố bỏ được. Nhưng bây giờ bố còn nợ người ta 20 triệu. Chỉ cần con giúp bố trả. 20 triệu? Bố điên à? Bố biết số tiền đó là lớn như thế nào hay không? Nghe Cường gắt lên, mắt long song sọc giận dữ. Ông Lâm cúi gằm mặt xuống, lầm bầm giải thích. Bố biết là bố sai rồi. Ở tuổi này thì đáng lẽ phải là chỗ dựa tinh thần cho con, thế mà bố lại phạm phải sai lầm. Cũng chỉ vì muốn có nhiều tiền để sửa sang nhà cửa cho đàng hoàng với người ta. Ông Lâm ngừng lại, thấy con trai đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa. Đặt tay lên vai Cường, giọng ông buồn bã trầm ngâm. Con đừng tưởng bố không quan tâm để ý chuyện gì. Bố biết người ta coi thường nhà mình nghèo nên chưa đồng ý chuyện giữa con và cái Lan. Chính vì vậy, bố cũng cảm thấy mình bất lực, chán nản. Tuổi già thì chẳng còn nhiều khả năng để đi làm kiếm ra tiền. Bố đành trông chờ cờ bạc để tìm chút may mắn. Nếu được thì con thể lo cho con phần nào. Ai ngờ càng làm con phải khổ thêm nữa. Cường thở dài, quay lại nhìn bố một ánh mắt thông cảm hơn. Thôi được rồi, con sẽ cố gắng giúp bố một lần cuối cùng. Sau này bố hãy để con yên ổn. Con cũng cần với cuộc sống riêng của mình. Con mệt mỏi lắm rồi. Nhờ sự tháo vát chăm chỉ và cơ duyên đưa đẩy, Cường xin được vào trong đội tổ chức tang lễ của xã. Thu nhập ban đầu thì chưa nhiều nhưng ổn định và đỡ vất vả hơn. Hắn thì cũng tạm bằng lòng như vậy. Tuy trong lòng thì vẫn day dứt vì phải mất nhiều thời gian để tích lũy vốn. Liệu rằng Lan có chờ đến lúc đó hay không? Mấy hôm trước, đến làm đám tang nhà ông Hải, một ông chủ xưởng gỗ giàu có tiếng ở trong làng. Một điều kỳ lạ mà hắn đã phát hiện ra khi cùng gia đình đặt thi thể ông Hải trong quan tài. Một chiếc nhẫn vàng lớn đeo ngón giữa tay trái và một sợi dây chuyền to hơn 2 cây vàng có gắn đá quý lòng thòng lộ ra qua lớp áo sơ mi. Chỉ cần mà nhìn qua kích thước, hắn cũng tính được giá trị khoảng 100 triệu tiền mặt nếu mà bán đi. Vàng chôn cùng người chết, một điều vừa lạ vừa quen. Không biết đó là do tâm nguyện của ông Hải trước khi nhắm mắt hay chỉ đơn giản gia đình muốn giữ nguyên những đồ trang sức quý giá mà lúc còn sống ông rất yêu mến. Có thể vì lý do đó nên giờ không ai dám tháo ra để linh hồn ông được yên tâm, an nghỉ nơi chùa Đình Suối. Cũng có thể là vài năm sau bốc mộ, họ sẽ mang số vàng này về. Nhưng dù lý do gì đi nữa thì Cường cũng chẳng quan tâm và không cần tìm hiểu. Hắn chỉ biết rằng
đây chính là cơ hội đổi đời của mình. Cái quan trọng nhất với hắn bây giờ là tiền, càng nhiều càng tốt. Tiền thì có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Quan trọng hơn, lúc mà có tiền sẽ chẳng còn ai dám coi thường mình nữa. Suốt ngày đi làm thuê người ta, bao giờ mới giàu được? Mà muốn làm kinh doanh để trở nên giàu có thì bắt buộc phải có vốn. Sau khi suy nghĩ đắn đo, hắn đã lên một kế hoạch cho mình. Một việc làm điên rồ: đào mộ ông Hải để lấy cắp số vàng kia. Đêm nay thì là cơ hội tốt nhất để thực hiện. Hắn cũng cần phải có tiền sớm. Quá nhiều việc đang chờ số tiền để giải quyết. Cường tính toán rất là cẩn thận. Sau khi lấy được số vàng, hắn sẽ không dùng luôn, vì như vậy dễ bị nghi ngờ. Tiếp theo hắn sẽ bỏ lên phố huyện, coi như người đi lập nghiệp. Sau đó bán số vàng để lấy một khoản tiền lớn. Ở đó thì hắn sẽ tìm thuê một cửa hàng để mở quán cà phê, nước giải khát và đón người yêu lên cùng. Lan sẽ không phải lo nghĩ gì nữa, cuộc sống rồi sẽ khác, tương lai cũng sẽ sáng lạn hơn. Từ trước đến giờ thì những chuyện ma quỷ không làm Cường bận tâm quá nhiều, vì dù sao hắn cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Chết là hết, hắn nghĩ điều đó trong đầu. Nếu mà đào thi thể người chết lên, sợ một thì việc bị người khác phát hiện ra còn làm hắn sợ hơn gấp nhiều lần. Dù hắn tự cho mình có hai sự lựa chọn, một là có tất cả để đổi đời, hai là mất tất cả. Nhưng đây cũng không phải là chuyện đùa. Nhẹ thì bị người nhà họ đánh đập, nặng thì đi tù, ít nhất là vài năm. Đó là điều khiến lo lắng nhất, nên là rất phải thận trọng khi mà hành động, không thể để ai nhìn thấy hoặc nghi ngờ cả. Cường, sao mày lại ngồi đây? Đang miên man suy nghĩ, Cường khẽ giật mình, mắt trợn lên nhìn. Thằng Trọng đã đứng trước mặt hắn, tay cầm đèn pin sáng rực. Cường thì vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện không đúng lúc của nó. Tuy công việc của cả hai đều liên quan đến người chết, nhưng khác với đội làm thủ tục tang lễ như Cường, Trọng là tay chuyên làm nghề xây mộ ở làng. Biết nhau từ nhỏ rồi, nhưng hắn không ưa tính cách của thằng Trọng. Thái độ miễn cưỡng, Cường đáp gụt lùn, lắc lắc chai rượu trong tay. Uống rượu? Mày không nhìn thấy à? Thằng Trọng phá lên cười, gã ngồi bệt xuống đối diện với Cường, cầm chai rượu ngắm nghía rồi nói. Uống rượu ở đây? Một mình giữa đêm sắp giông bão thế này, mày nghĩ tao tin à? Cường giật lấy cái chai, thái độ dữ dằn. Kệ mẹ tao, tao làm gì cũng đéo liên quan đến mày luôn. Ê ê ê, sao nóng thế thằng bạn? Tao chỉ hỏi thăm mà thôi, chắc có phi vụ gì đúng không nào? Ngay lúc phát hiện Cường ngồi đây, Trọng đã nhanh chóng đánh hơi được chuyện gì đó. Tuy là không rõ ràng, nhưng thái độ của Cường và cái bao tải lấp ló sau gốc cây đa mà ánh sáng đèn pin đã giúp gã nhận ra được nhiều điều bất thường ở đây. Thấy Cường không nói gì cả, gã vội thăm dò. Có chuyện gì cho tao làm với? Dạo này công việc kiếm ít quá, chẳng kiếm được là bao. Vợ thì lại chuẩn bị đẻ rồi, nên tao đang cần tiền. Nghe thằng Trọng nói, Cường ngẫm nghĩ một lúc, định bụng sẽ rủ gã tham gia cùng. Dù sao là hai người cũng sẽ làm nhanh hơn. Nhưng nếu như vậy, sẽ phải chia đôi số vàng. Mà điều này thì hắn không bao giờ muốn. Thái độ của Cường đã dịu lại, dù sao cũng phải nhẹ nhàng để tìm cách đuổi nó đi sớm. Hắn rít sâu một hơi thuốc, nói theo làn khói phả ra. Nhưng không phải bây giờ, mấy hôm nữa có việc gì tao sẽ gọi. Vậy thì tốt quá rồi. Mắt Trọng sáng lên, nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ, gã hỏi. Nhưng mà đêm nay nhá, mày có việc gì cần tao giúp không? Chắc là quan trọng lắm hả? Nghe thằng Trọng do hỏi, Cường chợt giật thót, lúng túng. Hắn bật cười đánh trống lảng. Không, việc quái gì đâu chứ. Hôm nay gặp nhiều chuyện bực mình, thấy buồn nên ra đây ngồi uống rượu mà thôi. Thằng Trọng gật gù, Cường tỏ vẻ quan tâm. Mà này, vợ mày đang chữa, chẳng biết chở dạ lúc nào, trời lại sắp giông bão. Thôi, về mà trông nom, mấy hôm nữa tao gọi. Tao sắp làm ăn lớn trên phố huyện, nhiều việc cho mày đấy. Nhớ nhá, nếu mà cần gì thì cứ bảo, đợt này tao cũng rảnh lắm đấy. Trọng cười vui vẻ nhưng mắt vẫn liếc nhìn về phía cái bao tải của Cường. Gã đứng dậy. Thế thôi, tao phải về đây. Cường đáp. Tao cũng về luôn đây, sắp bão to mất rồi. Nhìn theo cái dáng thô kệch của Trọng đang cầm đèn pin đi về, Cường thở dài, miệng lầm bầm chửi thề mấy câu, dù trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngửa cổ tuồng ực một hơi dài, rượu nhanh chóng ngấm vào từng thớ thịt. Dạo rực, nóng bừng khắp thân thể, làm át đi nỗi sợ hãi mơ hồ mà vừa mới kịp le lói. Đầu óc hắn thì có chút lâng lâng hưng phấn. Cái bao tải lớn đặt dưới gốc cây đa, bên trong là cái xẻng, xà beng, chiếc búa, một ít đinh và cái đèn pin.
con dao nhỏ thì đã dắt bên hông. Tương đó thôi cũng quá đủ để hắn thực hiện công việc của mình. Những năm tháng làm thợ xây đã giúp hắn có rất nhiều kinh nghiệm. Thận trọng cầm bao tải đứng dậy bước đi. Cái bóng quán mờ mịt giữa mênh mông màn đêm đang phủ kín. Con đường đất mà dẫn thành Ánh Đông hay cách gọi khác của dân làng là đường ra bãi Tha Ma, nơi mộ ông Hải mới chôn cất được mấy hôm mà thôi. Ban ngày vốn đã vắng vẻ rồi, ban đêm thì lại càng âm u, heo hút và lạnh lẽo đến rợn cả người. Mình phải nhanh lên thôi, trước khi trời sáng thì phải làm xong. Hắn tự nhủ, rồi ra bước nhanh hơn cùng những cơn gió lộng ào ạt thổi ngược tới. Đôi giày thể thao cũ hòa cùng với tiếng bụi cỏ đang xào xạc hai bên đường. Trên bầu trời thì vẫn lóe lên vài dòng chớp chằng chịt, đan xen nằm lộ ra bóng vài người mộ, thấp thoáng ẩn hiện ở phía trước. Bất chợt thì Cường khựng người lại. Có âm thanh giống như tiếng bước chân vọng tới ở phía sau, một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu. Dường như có người đang đi theo vậy. Cường đứng im, quay ngoắt đầu lại. Sau lưng chỉ có con đường đất dài hun hút, vài thân cây cổ thụ xòe tàn lá theo gió như là những cánh tay đang vẫy gọi. Tiếng ếch kêu ộp ộp cánh đồng vọng lại, nghe nôn nao ma mị đến sởn gai ốc giữa cả cái màn đêm thanh vắng. Ai lại dám ra đây giờ này cơ chứ? Hắn lẩm bẩm rồi đi như chạy vào trong bãi Tha Ma. Sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ, mới cũ nằm đan xen nhau thành hàng dài, trải dọc theo khắp lối đi. Càng tiến vào sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo, u ám. Chẳng khó khăn để tìm thấy ngôi mộ ông Hải giữa vài chục ngôi mộ khác đang vây quanh. Chính hắn thì đã cùng đội tang lễ ra đây chứng kiến cảnh chôn cất ông. Sớm một gò đất cao, được phủ vài vòng hoa viếng đã héo rũ, cỏ dại cũng đã kịp lơm chớm nhú lên. Hắn ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào bức ảnh chân dung ông Hải in ở trên tấm bia mộ vẫn còn thơm mùi xi măng. Một người đàn ông 70 tuổi, có vầng trán rộng, cánh mũi to, nọng mỡ dưới cằm đầy thành tảng. Điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt ông có lẽ là đôi mắt dữ dằn, luôn nhìn xoáy sâu vào trong tâm can của người đối diện. Dưới cái ánh chớp rền vang ẩn hiện, Cường có cảm giác là ông Hải đang nhìn mình chăm chăm như khi đang còn sống, khiến hắn lúng túng phải đứng dậy, không dám đối diện thêm vào đôi mắt dữ tợn đó. Những ngôi mộ ở đây đều có chiều sâu 1m8, dài 2m8 và rộng 1m3. Với sức lực và kinh nghiệm của hắn, nhanh nhất cũng phải vài tiếng đồng hồ mới thể đào xong được. Vậy là kiểu gì cũng phải hoàn thành trước 4 giờ sáng. Cầm xẻng ở trong tay, theo phản xạ, hắn giao diết nhìn xung quanh bãi Tha Ma. Gió thì vẫn thổi rít lên từng hồi, nghe giống như tiếng ai đang than khóc, ai oán. Nghiến chặt răng, cắm thật sâu lưỡi xẻng vào trong mộ đất. Chưa kịp xúc lên thì bỗng nhiên hắn dừng lại. Linh tính mách bảo là ai đó đang ở xung quanh. Lần thứ hai có cảm giác bất an như vậy khiến hắn không thể nào chủ quan. Hắn đứng bất động nín thở, đảo mắt và theo dõi. Xung quanh thì chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo, nhấp nhô cao thấp khác nhau. Ánh mắt nheo lại, lướt chậm rãi cẩn thận quan sát. Và ngay lập tức phát hiện ra một cái bóng đèn lấp ló, chuyển động trên lưng ngôi mộ bên cạnh, đang nhìn về phía mình. Rồi bất chợt, từ phía đó gào ré lên. Mèo! Cường chợt thở dài nhẹ nhõm, một con mèo hoang. Hắn nhặt một viên gạch ném mạnh, khiến con mèo kêu gầm gừ rồi tức giận bỏ đi. Đúng là con mèo mả. Hắn lầm bầm chửi rủa. Người ta nhìn thấy giống mèo đen to lớn gấp đôi lại vào nhà, tưởng hay kiếm ăn ở bãi Tha Ma thì rất là sợ. Nhưng đối với Cường, có lẽ nó chỉ là loài thú hoang, không đủ làm hắn bận tâm. Trong cái bãi Tha Ma hoang vắng lạnh lẽo, chỉ có một bóng người. Đôi bàn tay gồng cứng, nổi đầy gân guốc, thoản thoát xúc từng xẻng đất đầy ắp hất sang một bên. Men rượu thì cũng như số vàng ở dưới, đang thôi thúc hắn hơn bao giờ hết. Không rõ là mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, người hắn ướt sũng nước vì mưa chút xuống mỗi lúc một nắng. Dừng tay để quệt vệt mồ hôi đang ròng ròng trên trán, hắn thở hồng hộc vì mệt, quần áo thì đã lấm lem bùn đất. Thấy mắt đã mờ đi, Cường ngồi bệt xuống, lắc mạnh đầu mấy cái kêu răng rắc. Cảnh vật xung quanh thì vẫn u ám mờ mịt, kèm theo những cơn gió giật thổi ào ào như là tiếng hồn ma than vãn đang gọi người vọng lên từ dưới mồ đất sâu. Cường ngửa mặt lên trời, hắn đã lọt thỏm trong cái hố hình chữ nhật. Chợt phát hiện ra tiếng cộp cộp đôi giày dẫm lên tấm gỗ, Cường thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch. Hắn lồm cồm bò, dùng tay tay bới những lớp đất mỏng gạt sang bên cạnh, rồi vội vã đứng dậy nhìn một lượt. Mắt hắn bỗng sáng lên, cỗ quan tài đã lộ tiền rồi. Quên hết mọi mệt mỏi, Cường cẩn thận đào tiếp xung quanh để lấy chỗ đứng dưới đất. Xong xuôi, hắn cúi xuống ngó nghiêng, bàn tay vỗ bồm bộp vào nắp quan tài đã được đóng chặt. Hương gỗ mới hòa quyện với mùi đất tạo thành mùi hăng hắc, làm hắn ngứa mũi, khụt khịt, hưng hoang ho lên vài tiếng. Xác định được vị trí,
cường lấy xà beng lách vào nắp ván, người cong lên rồi ghi xuống dùng hết sức cậy. Tiếng kim loại xiết vào thớ gỗ rít lên ken két đến rợn cả óc. Những chiếc đinh bật ra một cách khó nhọc. Cường hít một hơi căng lồng ngực, nghiến răng trèo trèo, đu cả người đẩy mạnh. Cái xà beng khẽ cong lại, kêu lên một tiếng kịch. Cái nắp thì bật tung ra, rung lên một hồi rồi nằm lơ lửng trên thành quan tài. Mùi hôi thối người chết đang trong quá trình phân hủy, theo không khí thoát ra ngoài, bốc lên mùi nồng nặc. Theo phản xạ, Cường lùi người, đưa bàn tay lên áp chặt vào mồm. Nhưng mà cơ bụng đã cuộn lên từng cơn, đẩy thức ăn trong dạ dày dâng tới cổ họng. Không thể chịu nổi thêm nữa, hắn cúi đầu xuống rồi nôn thốc nôn tháo. Khoảng 4-5 con chim lợn ở đâu kéo đến, bay xung quanh miệng hố, đập cánh lạo xạo rồi ré lên. Ép ép. Cường thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng thì đã cảm thấy chua loét sau khi nôn. Hắn xé vội cánh tay áo rồi quấn chặt quanh miệng, mũi. Bầu trời lúc này chẳng chịt ánh chớp, sấm nổ mỗi lúc một nhiều hơn nữa. Đôi chân Cường ron ren đến gần cỗ quan tài đã mở nắp. Hắn nheo nheo đôi mắt, thận trọng quan sát với thái độ đề phòng. Nhưng phía bên trong tối lờ mờ không rõ nét, chỉ định hình được một người đang nằm đối diện theo hướng nhìn của mình. Cường run run cầm cái nắp quan tài, cẩn thận dựng ngược lên, áp vào hố đất như sợ sẽ làm nó xước sát, hư hỏng. Không chưa kịp quay người lại, Cường chợt nín thở, không dám luôn nước miếng. Tim đập loạn xạ vỡ tung khỏi lồng ngực. Có tiếng lục cục động đậy phát từ bên trong quan tài của ông Hải. Phía trên cái đàn chim lợn vẫn lờn vờn bay lượn kêu liên hồi dưới ánh chớp lập lòe. Tiếng động kia chưa hết, hắn đã nghe tiếng thở khò khè, gấp gáp vọng tới như của người nào đó đang muốn gằn giọng lên ngay phía sau lưng mình. Mồ hôi chợt toát ra từ sau gáy, hơi lạnh nhanh chóng lan tỏa chạy khắp cơ thể, khiến hắn muốn ngã quỵ xuống vì sợ. Cường cố gắng hết sức để tự trấn an bản thân, nhưng những gì xảy ra khiến hắn không thể nào bình tĩnh hơn được nữa. Chẳng lẽ ông Hải vẫn còn sống? Thoáng nghĩ tới cái điều kinh khủng đó, miệng của Cường đã run rẩy, mấp máy thành từng tiếng khó nhọc. Không, làm sao có thể có chuyện đó được? Thay cho câu trả lời, tiếng xít xít vang lên khẽ khẽ, rồi càng lúc càng to dần, nghe rõ đến từng chi tiết. Âm thanh của những cái móng tay đang cào cấu điên cuồng từng thớ gỗ quan tài như muốn rót thẳng vào tai, khiến gai ốc đã nổi lên khắp người. Tóc gáy của hắn cũng đã dựng đứng vì sợ hãi. Và phần 1 đến đây là hết mất rồi. Liệu là ông Hải này, ông có thành cương thi và ông đứng bật dậy, ông bóp cổ chết thằng này hay không? Hãy cùng mình đón xem tiếp phần sau nhé. Còn về video này thì nếu thấy hay đừng quên like, share bạn bè. Chân thành cảm ơn anh em.